2019 vừa do gì, không có iPhone giá rẻ. Thời điểm Apple ra mắt iPhone 2019 đang đến gần, táo khuyết được cho là sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone giống như năm ngoái. Trái ngược với những tin đồn trước đây, nhà sản xuất phụ kiện ESR, chuyên bán ốp lưng cho iPhone trên Amazon và các cửa hàng trực tuyến khác tiết lộ tên gọi iPhone 2019 khiến iPhone khá bất ngờ. Theo ESR, tên gọi iPhone 2019 sẽ là iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. ESR đã đăng tải danh sách ốp lưng và kính bảo vệ màn hình cho các iPhone với ký hiệu iPhone 11. Theo nhà sản xuất phụ kiện này, iPhone 11 có thể là người kế nhiệm cho iPhone XR ra mắt năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 11 sẽ có màn hình 6,1 inch, camera kép sau. iPhone 11 Pro có thể là phiên bản nâng cấp của iPhone XS ra mắt năm 2018, trong khi biến thể có màn hình lớn 6,5 inch sẽ có tên iPhone 11 Pro Max hai phiên bản iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera 3 ống kính ở mặt sau. Vì các nhà sản xuất ốp lưng thường đặt tên sản phẩm theo các thông tin dò gì, nên chưa thể khẳng định tiết lộ tên gọi của iPhone 2019 trên đây đã chính xác hay chưa. Nhưng điều đó là có thể xảy ra. Bộ 3 iPhone mới của Apple được cho là sẽ dùng chip A13 mạnh nhất và iOS 13. Những phiên bản kế nhiệm iPhone XS và iPhone XS Max sẽ có camera 3 ống kính và pin với dung lượng lớn hơn. Ngoài ra, iPhone 11 cũng được cho là sẽ hỗ trợ bút Apple Pencil và sạc không dây ngược.